chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, giao thông vận tải là một trong những lĩnh vực chịu tác động ảnh hưởng lớn do dịch bệnh COVID-19, nhất là vận tải hành khách. Nhiều đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang phải gồng mình để ứng phó với tình hình kinh doanh khó khăn. Cùng với đó, tình trạng xe dù bến cóc hoạt động nhiều. Xe ô tô cá nhân ngày càng nhiều, thị trường vận tải hành khách được mở rộng đã khiến loại hình vận chuyển hành khách tuyến cố định truyền thống lâm vào cảnh khó khăn. Lượng hành khách đi xe tuyến cố định giảm mạnh. Theo thông tin của một số chủ bến xe ở Hưng Yên, lượng khách xuất bến giảm 60% và số lượng chuyến xe giảm 25% so với trước. Đối với hoạt động vận tải khách bằng xe buýt, dù lượng khách giảm trên 30% vẫn phải duy trì 100% số chuyến. Hiệu quả không cao, rủi ro lại lớn, song nhiều nhà xe vẫn phải duy trì hoạt động. Bởi nếu bỏ nghề thì xe bán cũng chẳng được bao nhiêu, cộng với tiền vay ngân hàng mua xe vẫn đang phải nợ, hiệu quả thấp, nhiều phương tiện không được tái đầu tư kịp thời, dẫn tới phương tiện cũ lại càng khó cạnh tranh. Cùng với đó, doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định phải chịu sự quản lý rất chặt chẽ, nhưng loại hình xe hợp đồng, taxi dù, các hội đi chung xe, hội đi xe ghép hoạt động rất mạnh, dẫn tới phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải, gây mất trật tự an toàn giao thông. Dịp cuối năm này thì là tình trạng các xe dù bến cóc chạy rất là nhiều. Tất cả các đầu xe tại bến Triều Dương này là gặp rất nhiều khó khăn. Bị các xe dù bến cóc, người ta không có bến bãi, không có lốt lượt gì. Nhiều khi là xuất bến thì chỉ có 1-2 người trên xe thôi. Tại bến xe khách Hưng Yên, bến xe Triều Dương La Tiến, đến nay xe khách chạy tuyến cố định hiện tại, ngày thường mỗi lượt xe được từ 5 đến 7 khách thì công ty đang phải bù lỗ. Tương tự, các tuyến xe buýt Hưng Yên Giáp Bát, nhà xe Thành Công hay Hưng Yên Gia Lâm, nhà xe Hoàng Vinh, nhà xe Phương Hoa, buýt 216, 207 của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thấp. Rồi ảnh hưởng rất lớn từ cái dịch Covid. Thế thì trong cái quá trình đấy thì xe đã phải cắt và nghỉ rất là nhiều. Thế bây giờ cái Covid nó cũng tạm thời nó lắng đắng xuống một tí thì doanh nghiệp chúng tôi cũng hoạt động lại, nhưng mà cũng là cầm chừng. Hiện tại là xe thì vận hành thì là chỉ được khoảng độ 6-7% đến 8%. Trên đường bây giờ ấy, thì có rất nhiều các cái phương tiện không có các cái giấy phép kinh doanh, họ hoạt động rất là mạnh, họ không có bến, không có phơi lệnh, thậm chí là không được phép của Sở Giao thông. Kính mong là tất cả các cái cơ quan đoàn thể giúp đỡ doanh nghiệp. Vấn đề được đại diện nhiều doanh nghiệp hợp tác xã vận tải kiến nghị là các cơ quan chức năng cần tập trung xử lý là tình trạng xe dù bến cóc và tình trạng xe hợp đồng hoạt động trái hình như xe khách liên tỉnh tuyến cố định. Để từng bước tháo gỡ khó khăn cho ngành kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, thiết nghĩ trong thời gian tới, các lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý những phương tiện đón trả khách không đúng quy định. Đồng thời, các ngành và các hợp tác xã cần hỗ trợ xã viên trong việc khai thác tuyến, quản lý chặt chẽ xe chạy đúng tuyến đúng giờ, kiên quyết xử lý xe dù, tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy ngành vận tải hành khách trong tỉnh phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là clip hướng dẫn lái xe an toàn. Và hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách câu bình ắc quy. Hướng dẫn cách câu bình ắc quy ô tô. Câu bình thường có hai bầu, màu đỏ để nối cọc dương, màu đen để nối cọc âm. Đảm bảo các cực ắc quy luôn sạch, lau chùi rỉ nếu cần. Đỗ xe gần tới mức có thể. Để có thể câu dây ắc quy, nhớ sử dụng phanh tay cho cả hai xe. Tắt hết các thiết bị điện ngoại trừ quạt điều hòa nhiệt độ, khi bật quạt giúp tránh hiện tượng tăng điện áp đột ngột. Nối cực dương của ắc quy hết điện với cực dương của ắc quy mồi, cẩn thận tránh các đầu kẹp chạm chập vào nhau. Nối cực âm của ắc quy mồi với đầu kẹp của các mồi. Nối đầu còn lại với bất kỳ miếng tấm kim loại nào trong khoang động cơ của xe ắc quy hết điện, ví dụ như đế máy phát để nối mạch điện. Tuyệt đối không nối trực tiếp và cực âm của ắc quy xe hết điện, điều này có thể gây đánh lửa và gây nổ. Okay. Khởi động xe cho điện và tăng tốc độ. Khởi động xe còn lại. Để động cơ cả hai xe chạy trong 3 phút trước khi tháo các đầu cáp. Tháo cáp theo trình tự ngược lại khi đấu nối. Tháo hai cực âm trước để chạy khởi động một lúc cho chế độ cầm chừng ổn định. Lưu ý, khi nối thì cọc dương trước, cọc âm sau. Khi tháo thì ngược lại, cọc âm trước, cọc dương sau. Và như vậy, tôi đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách câu bình ắc quy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. The power of dreams.
power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do phòng thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban an toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.